qua bệnh viện Củ Chi xíu nha các bạn. Chỗ mà mở làn xe máy xe hơi rồi nha. Để coi mấy anh nói gì. Ở đây thì mình không có quay thẳng mặt mà hơi nghiêng nghiêng tí để coi đi. Mấy anh nói chuyện gì nha. Hơi lắc lư màn hình tí nha mấy rồi. Đi xe làng rồi, hai xe này kia cùng đi hả? Đó, đi xe làng anh. Dạ. Anh đi. Anh ghi biên bản đi, em lấy giấy tờ cho. Này là có cái gì chứ? Dạ, biên bản đi anh xin. Dạ, 2984 sao? Thôi đàng hoàng, coi đàng hoàng. Đây, anh Nguyễn Thế Hiển 298436 nha các bạn. Mấy anh bắt mình lỗi xe làng nha mấy anh. Không có gì đâu, đừng đi. Xe máy xe tải không được đi anh trai. Sao lại không có được đi anh? Có bị dẫn kia. Biển nó biển số mấy anh biết không? Biển xe làng rồi. Anh nói là biển nó biển mấy? Anh nói biển nó biển gì? Anh nói là biển xe làng đúng không? Anh nói cho biển đăng ký biển xe làng đúng không? Anh Nguyễn Thế Hiển đúng không? Đội Củ Chi nha. Rồi bây giờ anh lập biên bản đi, em ký cho. Anh lập 10 cái biên bản, anh ký được biên bản em ký hết. Lập biên bản đi anh. Mấy anh cứ lập biên bản thoải mái. Lỗi xe làng gì đó anh nói biển cái biển gì đó ngay khúc quốc lộ 22 bệnh viện qua bệnh viện Củ Chi nè. Anh lập được 10 cái biên bản, em ký đủ 10 cái luôn. Có anh mà có đâu có đâu gì vậy. Thì anh muốn lập được bao nhiêu được cái biên bản, ngoài xíu nữa em quay vòng lại em đi lần nữa cho anh đọc nữa. Còn anh muốn quay phim làm bằng chứng em quay lại vòng đủ 10 vòng cho anh luôn, đủ 10 cái biên bản luôn. Anh đừng cứ đưa giấy tờ làm gì, không có lỗi này đâu. Tập lẹ anh ơi, em đi giao hàng. Lập lẽ đi anh ơi, em còn đi giao hàng nữa. Giấy tờ em có sẽ đưa cho anh. Anh lập được cái biên bản, anh ghi được cái biên bản cho em đi. Em đưa giấy tờ cho anh liền. Không có lỗi gì đâu bạn. Bạn cứ đi đi, bạn cứ đứng đó hồi đi. Không có lỗi gì đâu. Anh ơi, em với anh này là chung lỗi, anh bắt chung lỗi nè. Anh nói cái biển đó là biển gì, anh nói anh nghe. Dạ sao anh? Thì anh nói em với anh này là em với anh này cùng một xe tải, cùng một lỗi, anh bắt xe làng hết. Thì anh nói em nghe luôn. Thì chỉ dẫn nó đối với tại mình chỉ được chạy đằng trong anh thôi, cha anh trai ơi. Là biển đó là biển số mấy, biển mã mấy em bây giờ anh nói em biển mã mấy đi. Anh lấy được biển bản. Thôi coi lại cái bản đó là biển mấy đi, em lập biển bản. Em, rồi, anh cứ đưa em đi vòng một vòng đủ 10 lần luôn cho anh lập 10 cái biển bản luôn. Thì anh đi đứng tránh xe em ra được rồi nha. Sao anh để coi chờ anh xong mấy anh đi bạn, mấy anh nhớ nha, ghi biên bản đầy đủ cho em nha, để em còn đi giao hàng nữa. Em gấp rồi, em sẽ lấy chờ biên bản mấy anh được ghi cái biên bản luôn. Số 63 AC 06211 hơi bị yếu, bị mấy anh quá cần khổ mấy bạn quá. Mấy anh khẩu trang nha, lấy giấy tờ luôn. Để dưới bên dưới nè. Này không có. Ừ, cái đó sắp tới. Thôi bị đứt video rồi, thôi quay lại nha các bạn, mình giấy tờ mình cầm trên tay nha. Để giờ mình vô mình gặp mấy ảnh mình nói chuyện xíu. Giấy tờ nè anh ơi, là biển bản lẻ lẻ. Rồi
Rồi đấy này, anh Hiển, anh Hiển. Em đưa giấy tờ cho anh kiểm tra nha. Về luật là em chỉ cần xuất trình cho anh keo thôi, em không cần phải đưa cho anh cầm nha. Đây, sổ kiểm định. Đây. Cho về xe. Rồi.